Yo, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách làm một cái outline như thế này. Và đây nó sẽ là một cái đường viền bao bọc quanh cái artwork của chúng ta. Ok, thì để bắt đầu thì mọi người hãy sử dụng tổ hợp phím là Ctrl Shift N để mình tạo một cái layer mới như thế này. Tiếp theo thì mọi người sử dụng cái công cụ này, Rectangular Marquee Tool, viết tắt là M. Mọi người có thể nhấn M cho nhanh ha. Thế là mọi người sẽ vẽ tùy theo kích cỡ mà mọi người thích ha. Mình thấy tầm này ok. Xong thì tới đây mọi người chọn màu, như màu xanh hay xanh đậm xíu đi. Ok. Tiếp theo mình sẽ đổ màu vô ha. Đổ màu thì mình sử dụng công cụ này, là cái Paint Pocket Tool, viết tắt là chữ G. Mình nhấn chữ G nó sẽ biến thành cái hình thùng sơn như thế này. Mình nhấn vô cái vùng chọn, chú ý là phải nhấn cái vùng chọn nha, tại vì nếu như mà không nhấn vùng chọn á thì nó sẽ bị tô ra ngoài một số trường hợp nào đó. Ok, thì để mà biến mất cái điều này mọi người nhấn Ctrl D để nó hủy vùng chọn. Tiếp theo thì mình chỉ việc nhân đôi nó ra thôi, các bạn nhấn Ctrl J để nhân đôi á, sau đó mọi người cứ kéo nó xuống và làm tương tự với hai cái hai bên. Với cái bên này á, thì mọi người nhấn Ctrl T để hiện cái bảng transform ra, rồi nhấn rotate 90 độ clockwise nè để nó quay 90 độ. Do mình tạo kích cỡ ảnh á, là 1:1 cho nên là nó là một cái khung hình vuông ha. Trong trường hợp mà mọi người tạo một cái khung mà hình chữ nhật rồi á, có thể cái này nó sẽ không dài tới, ví dụ như nó chỉ tới đây đi, mọi người có thể nhân đôi nó lên, mọi người kéo nó xuống, sau đó canh có nó chuẩn chưa. Xong rồi có thể nhấn Ctrl layer này và layer này để mình merge nó lại. Đó cũng là một cách. Tiếp theo mọi người cứ tìm trên chơi rồi kéo nó qua bên này thôi. Xong thì mọi người gộp lại cho nó gọn ha. Mình làm việc với nhiều layer thì tốt nhất là mình nên group nó lại. Mọi người nhấn cái layer đầu, sau đó nhấn đè giữ shift, mình nhấn layer cuối thì nó sẽ mặc định là từ chọn từ đầu cho đến cái layer mọi người nhấn. Rồi mọi người nhấn Ctrl G để group nó lại. Sau đó mình đặt tên là outline thì dễ. Bây giờ mọi người đã có được cái khung như thế này. Và cảm ơn mọi người đã xem video này của mình. Nếu mọi người thấy hay thì cho mình một like, một share, một comment, một đăng ký nha. Tạm biệt mọi người.